Xin chào các bác đến với kênh Kia Xe Đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp Touring Gian FCR 3100, một dòng xe đạp để được các bác mua về và sử dụng thể thao, sẽ được sức khỏe hàng ngày trên những tuyến phố bình thường. Đây là một lựa chọn rất là tốt cho bác xe mang size M, và cái tông màu hôm nay về là tông màu đen chủ đạo pha với phối cái màu xám, nhìn là rất là đẹp. Từ nước sơn các thứ của xe thì cũng rất là bóng mượt các bác nhé. Nước sơn các thứ là rất là đẹp. Phối cải với cả màu xám ở dưới này đây, nhìn nó nổi bật chiếc xe lên này, rất là nhiều. Một con xe size M, mình cho các bác size trung bình. Lát nữa em sẽ đo size chi tiết của chiếc xe sau. Khung xe là khung nhôm nhé, sử dụng công nghệ nhôm alloy độc quyền của Gian này. Ở đây người ta in cả website của xe này, website của hãng này. Size M. Toàn bộ là khung nhôm và xe bãi mà giữ cái độ mới này cũng rất là tốt rồi các bạn. Được sử dụng một bộ chuyển động của Shimano Asiza, để sau là Shimano Asiza với 8 tầng lip, và đạp đĩa trên này là Shimano Antut với 3 tầng đĩa đài. Thì là toàn bộ là nguyên zin nguyên bản hết thôi nhé. Toàn bộ xe là nguyên zin nguyên bản hết. Trên phần ghi đông và trang bị bộ tay bấm xả và tay phanh Shimano hai bên. Phanh V, chiếc phanh mà các bác rất hay gặp những cái dòng xe Nhật bãi thì thường được sử dụng cái loại phanh V này. Vành nguyên bản theo xe luôn các bác nhé, vành nguyên bản, máy ưu nguyên bản. Giờ sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Thì giá bán của chiếc xe em sẽ để ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Size đo từ tâm trục đạp đến khóa yên là 48 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 54 cm. Thì là xe là size M, size trung bình. Cho các bác đi từ khoảng 1m65 đến 1m75 thì phù hợp. Bộ chuyển động 8 lít và 3 đĩa cho 27 tốc độ khác nhau, đề Asiza, đặt đĩa Antut. Nó cũng là một cái cấu hình cũng rất là ngon cho cái tầm giá rồi. Rất là mượt mà, các bác nhìn trên hình. Tất cả mọi hoạt động còn rất là ngon. Và giá bán của chiếc xe bên em đang bán là 6.800.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh là không phải màn hình, cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác mà đang mới lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.